Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập vào kênh YouTube của Eway 301. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay sự phát triển bùng nổ của mạng Internet nói riêng và khoa học công nghệ nói chung dẫn tới rất nhiều những cái sản phẩm công nghệ ra đời giúp góp phần phục vụ cái đời sống giải trí của chúng ta. Những cái sản phẩm liên quan đến nghe nhạc, xem phim hoặc là những đặc biệt là hiện nay là cái vấn đề liên quan đến nghe nhạc số, nhạc trên mạng rất phát triển và có cái kho nhạc được số hóa hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng tỷ những ca khúc, những bài hát được mã hóa ở trên mạng và góp phần phục vụ chúng ta nghe nhạc tốt hơn. Cho dù có rất nhiều anh em ở đây không thích nghe nhạc số hay chăng nữa thì cái điều nhạc số nó phát triển ngày một lớn mạnh là cái điều tất yếu. Đấy. Và bên cạnh đó là cái sự tiện lợi chúng ta không thể phủ nhận được là kết nối không dây càng ngày càng tiện lợi và đặc biệt là cái chất lượng ngày càng được cải tiến và hiệu quả hơn bởi vì các hãng ngày nay rất chú trọng đến kết nối không dây. Quý vị để ý cho tất cả những cái sản phẩm thông minh hiện nay đều có kết nối không dây, tức là kết nối Bluetooth. Và ngày hôm nay đặc biệt tôi đem đến cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm gọi là đầu giải mã Bluetooth hay gọi là bộ thu Bluetooth với tính năng là hỗ trợ LDAC, tức là LDAC. Rất nhiều anh em thấy cái tên gọi LDAC hay gọi là LDAC này trên các những con đầu giải mã cao cấp như là DAC Q6, DAC Topping, D50S chẳng hạn. Thì có thể một số anh em thì cũng chưa hiểu rõ về cái LDAC này. Thì anh em chỉ hiểu đơn giản, đây là một cái, nó giống như là một cái giải mã không dây độc quyền của Sony và được Sony phát triển và công bố vào năm 2015. Đấy. Tức là một cái công nghệ kết nối Bluetooth cao cấp để cho được cái âm thanh, truyền tải cái tín hiệu âm thanh nghe nhạc một cách hoàn hảo nhất. Đấy. Và sản phẩm này tôi nghĩ rằng rất nhiều anh em sẽ cần đến nó, thì tôi sẽ đập hộp cái sản phẩm này để giúp anh em cùng theo dõi nhé. Đây là một cái sản phẩm của hãng Zinet và bên ngoài cái hộp như tôi đang cầm đây anh em thấy khá là nhỏ gọn và đơn giản. Và hiện nay thì rất nhiều hãng cũng đang hướng tới cái vấn đề và quan tâm đến môi trường, tức là sử dụng những cái bìa cắt tông giấy tái sử dụng như thế này anh em thấy, và duyên một cái logo vào cái biểu tượng. Đây, tôi sẽ mở cho anh em xem nhé, bên trong. Đây, sản phẩm của chúng ta đây. Đó, phụ kiện đi kèm thì sẽ có những gì nhé. Thứ nhất là một cái dây nguồn. Dây nguồn này cầm khá là chắc chắn anh em nhé. Khá chắc chắn, nhìn rất là xịn sò. Anh em xem cái dây nguồn. Dây nguồn này anh em có thể cắm từ điện 100 cho đến 240V đều được nhé. Đó, dây nguồn này khá là dài. Trên này có khá nhiều chữ này anh em phải thấy. Đây. 24AVG này. 80 độ C này, 300V này. Đó. Dây nguồn khá là xịn sò. Rồi. Một dây quang. Dây quang này thì cũng bình thường thôi, dây quang này không có gì đặc sắc cả. Anh em có thể nâng cấp hoặc là dùng cũng được, đủ dùng. Một dây Bluetooth cũng không có gì nhiều. Phụ kiện chỉ có 3 cái món này thôi. Đó. Và sản phẩm chính của chúng ta đây là một chiếc đầu giải mã DAC Zinet có hỗ trợ LDAC. Và bên cạnh đây là tôi đã tháo sẵn một chiếc để cho anh em xem cái chip giải mã bên trong những cũng như cái linh kiện, thì chúng ta cùng soi kỹ hơn một chút nhá. Đây, quý vị cùng xem bên tổng quan một chút về cái trước mặt này, chỉ có duy một cái phím gạt bật tắt phím cơ như này. Rất nhiều anh em thích cái kiểu gạt tắt như này, rất là tiện. Một chỗ cắm tai nghe, hai cái đèn báo bên cạnh đây, đèn báo Bluetooth. Model và sản phẩm là MR280. Đó. Và trên đây là logo Zinet hỗ trợ LDAC. Đó, phía sau chúng ta có xem phía sau DC 12V, tức là cái chỗ cắm nguồn. Đó. Đường output đây anh em xem, LR là output này, output là đường AV số âm ly này. Đó. Output là đường coaxial này, output cả cổng quang qua. Wow. Con này anh em để cho có cả đường quang học out ra nhé, có đường quang out. Đó, rồi cắm dây Bluetooth vào test luôn cho anh em. Con này rất là hay. Nhắc lại, nhấn mạnh lại ưu điểm của này là LDAC, tức là công nghệ hỗ trợ chuyển âm thanh qua Bluetooth một cách cực kỳ là cao cấp, giúp anh em có thể trải nghiệm âm thanh 2D với chất lượng cao lên tới 96kHz và 32bit công nghệ LDAC. Nhưng con này chỉ hỗ trợ 24bit thôi anh em nhé, 24bit thôi. Đấy. Còn LDAC thì sẽ lên tới tận 32bit cơ. Ok. Đây là đường AV, tôi test từ AV xuống âm ly. Và ngoài ra có các đường quang học ao anh em biết, đường quang. Dây nguồn tôi cắm sẵn rồi, anh em cắm cái dây nguồn vào.
cắm cái dây nguồn vào đây, nguồn vào đây thì quý vị thấy đấy. Để một chút cho quý vị xem nhé, cái cổng quang này, cổng quang cho anh em xem nhé, cái cổng quang khi vô cắm vào là sẽ sáng này. Đấy. cắm vào cổng quang vào, bật lên này. Đó, thì đây là cái đường. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là bật kết nối với giải mã của điện thoại trước nhé. Con này thì nhắc lại là chỉ có kết nối đường vào là Bluetooth anh em nhé. Mình hơi xếp hơi nhiều đồ, hơi vướng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là kết nối Bluetooth với nó. Đèn nháy nháy rồi nhé. Đèn nháy nháy. Đó, nháy nháy nhé. Rồi, bây giờ sẽ bật điện thoại lên và bật Bluetooth lên. Anh em xem, bật Bluetooth lên nhé. Và biểu tượng là MR280 quý vị ấn vào để kết nối nhé. Rồi, nó hỏi chữ yêu cầu thì chúng ta ấn chữ ghép đôi, được chưa? Rất là đã ghép đôi này. Và chúng ta bật nhạc và sử dụng được thôi. Anh em bật nhạc lên. Tôi sẽ vào nhạc nhá. Vào YouTube đi, mình test một cái ca khúc bất kỳ. Đó, bật âm đi lên. Đó. Và hôm nay bây giờ anh em chỉ test đây nhá. Có cái hay nữa này, nó hỗ trợ yêu đáp, cứ ấn vào phần cài đặt ở trên phần Bluetooth nhá, cài đặt này. Nó hiện chữ LDAC, chúng ta bật lên. Tức là sử dụng âm thanh chất lượng cao. Đó, bật lên thì anh em nghe cảm giác âm thanh nó sẽ hay hơn. Đó, sẽ chi tiết hơn nhá nhá. À, ngoài ra có đường quang ao, anh em thấy chưa? Khi chúng ta kết nối vào đấy. Đây là đường quang học ao. Đó. Đó. Thì quý vị có thể kết nối sản phẩm khác, thiết bị khác có hỗ trợ đường quang. Đường quang này nhá. Còn Bluetooth con này cực kỳ ổn định anh em. Rất là ổn định và rất là xa. Đó. Rồi, nhìn qua một chút về cái tính năng của con này. Bây giờ chúng ta đi xem cái lòng vèo bên trong anh em nhá. Bên trong nó sẽ như thế nào. Đấy. Đây. Đây là cái sản phẩm tôi tháo sẵn để đỡ mất thời gian của anh em này. Thứ nhất là cho nhìn bên ngoài trước, đây cổng tai nghe. Anh em có thể cắm một cái dây tai nghe trực tiếp vào đây anh em nghe, hoặc là cắm cái một qua một cái âm ly khác, qua cái đường 3.5 này ra 2 AV để xuống âm ly. Nhưng cổng này thì sẽ không hay bằng cổng AV anh em nhé. Chơi AV hay đường AV này vẫn là hay nhất. Đấy. Đấy, nó sẽ có đường AV out này, đường Cochiana out này, đường Optical out này, tất cả đường này được out, duy nhất Bluetooth vào và ra cả 3.5 out nữa. Rất là nhiều. Đó. Phần vỏ này. Vỏ quý vị thấy toàn bộ vỏ bằng nhôm phay xước, rất là xịn sò, rất là dày, quý vị nhìn xem cái chỗ này. Cực kỳ dày, cái thanh này rất là dày. Rất xịn. Đây, toàn bộ khung này. Khung được nhôm phay rất xịn. Bên cạnh đó, đều đến cái mạch quan trọng nhất là cái linh kiện bên trong hãng sử dụng là gì. Đó, anh em nhìn qua này. Thứ nhất bật mí với anh em là cái chip sử dụng của con này là chip của Mỹ, chip ESS 9018 nhá. Anh em xem con chip, em lấy rõ cho anh em con chip ESS này. Đây là con chip điều khiển trung tâm đây, 9018 chip ESS của Mỹ, anh em lưu cho. Đó. Và chip Qualcomm nữa, chip Qualcomm anh em đây, chip Qualcomm. Và tôi sẽ xem lại xem chính xác là Qualcomm mã gì nhỉ. Qualcomm của nó là, tôi nhớ không nhầm, mình phải lốt lại đôi khi mình bị quên. Chip Qualcomm CSR8675 anh em nhé. Anh em nhìn cái vùng chip này này. Đây này, cái ô này. Họ cái viền và chân vàng này rất là đẹp. Đó. Quý vị để cho mình rất ít khi thấy sự bố trí con chip Qualcomm này, chip Bluetooth, bởi vì con này chủ đạo là Bluetooth đâu. Đây là cái vùng chip họ, cái chân vàng này, nhìn rất là xịn. Chip Qualcomm CSR 8675. Nó giống như chip Qualcomm của DAC Q6 vào đồ cũng sử dụng con chip này. Đấy. Và những con tụ nhôm này, những tụ nhôm rất là xịn. Ở đây có chip OPA này, anh em thấy chip OPA 213. Đấy, LED cho anh em xem. Đó. Và những cái rác được mạ vàng, em nhìn rất là xịn, những cái rác. Và cái dâu cắm Bluetooth này, cổng quang này. Đó. Công tắc bật tắt này. Rất là chắc chắn. Đây là đèn LED báo này, đèn LED báo hai file PDP. Có ngày trên mạch luôn, anh em nhìn có cả ngày trên mạch rất rõ ràng. Ở đây có 80.000 Hz là cái gì thì mình không, megahertz thì mình không rõ là cái gì cả. Đây, anh em nhìn kỹ sẽ thấy 80.000 MHz. Đó. Nhìn cái bảng mạch anh em thấy đã ối rồi. Đấy, phía sau được làm rất là chỉnh chu
gọn gàng. Bởi vì là anh em thấy công nghệ bây giờ phát triển lắm, và những người được lợi nhiều nhất là những người tiêu dùng chúng ta. Sản phẩm công nghệ nó càng phát triển thì sản phẩm này được sản xuất một cách đại trà, máy và công được các cái thiết bị nó sản xuất một đại trà và dây chuyền, nên là giá thành nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đó. Và để được một cái sản phẩm chất lượng như này thì tất nhiên là cái linh kiện sử dụng phải là linh kiện xịn. Đấy. Và cuối cùng là đi báo giá cho quý vị và các bạn chiếc Zenith MR280 có hỗ trợ LDAC này nhá. Mức giá 1.900.000 đồng. Và quý vị sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Duy nhất eWay 301 bảo hành mua các loại đầu giải mã DAC 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Và tặng kèm dây AV của Hitachi, dây AV xịn của Hitachi. Anh em mua lẻ thì có liên hệ nhà, giá 220.000 đồng một bộ dây AV Hitachi. Có cả màu đen này, có cả màu trắng này, dây rắc của Hitachi. Đó, rất là xịn. Còn nếu như quý vị không thích, quý vị có dây AV rồi, có thể đổi sang dây quang học, tôi sẽ tặng dây quang cho anh em một trong hai sản phẩm này nhé. Đấy. Thông thường thì dây quang để hãng cũng có tặng kèm anh em rồi, dây quang này rồi. Nhưng mà có thể anh em không thích thì anh em nâng cấp, thế thôi nhá. Quý vị và các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này? Hãy comment ở phía dưới tôi biết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn 0908 722 688.